Theo truyền thuyết của người Ireland, một kẻ nghiện rượu tên là Sting Jack ăn trộm đồ trong ngôi làng và bị người dân đuổi đánh. Jack chạy trốn, trên đường, hắn gặp một con quỷ, được sai đến để bắt linh hồn của hắn đi. Tuy nhiên Jack đã lừa con quỷ leo lên cây táo cổ thụ, và không cho nó xuống, bằng cách khắc dấu thánh giá vào vỏ cây. Con quỷ van xin, và Jack bắt con quỷ phải thề rằng, sẽ không bao giờ tước đi linh hồn của hắn. Sau này khi già đi, Jack chết nhưng linh hồn của hắn không được lên thiên đàng, vì những tội lỗi khi còn sống. Địa ngục cũng không có chỗ cho linh hồn hắn dung thân, vì lời thề của con quỷ. Vì thế linh hồn của Jack phải lang thang nơi trần gian. Linh hồn của Jack không còn nơi cư trú, và cứ quanh quẩn chẳng biết đi về đâu. Jack xin quỷ chút lửa để soi đường. Cuối cùng quỷ thương tình, ném cho hắn hòn than, lấy từ bếp lửa địa ngục không bao giờ tắt. Jack lấy củ cải đỏ, đem khoét rỗng thành hình mặt quỷ, đặt hòn than bên trong. Cứ thế, Jack mãi lang thang trong làn danh thực hư, giữa thiên đường và địa ngục với chiếc lồng đèn trên tay. Từ đó, cứ mỗi mùa Halloween về, người nông dân ở các ngôi làng Ireland lại khắc những chiếc đèn lồng bằng củ cải, để xua đuổi linh hồn của Jack và cả những bóng ma lang thang khác. Sau này khi nhập cư vào Mỹ, người Ireland đã biến quả bí ngô, vốn là loại nông sản chủ phú của thổ dân Mỹ, thành chiếc đèn lồng Jack khắc hình mặt người rùng rợn, với ngọn nến được thắp sáng bên trong, như chúng ta vẫn thường thấy. Họ thấy rằng quả bí đỏ tức bí ngô, hay bí dợ, một loại quả đặc sản được trồng rất nhiều ở Bắc Mỹ. Đây cũng là loại quả tượng trưng cho hoa màu sum xuê ở nước Mỹ. Loại quả màu da cam này là nguyên liệu thích hợp nhất để họ khoét ruột tỉa hình mặt anh chàng rách láo cá. Hơn nữa, khi thắp đèn trong quả bí ngô, họ thấy sáng hơn là thắp đèn bên trong củ cải, khoai tây hay bí đao, nên quả bí ngô trở thành biểu tượng cho ngày lễ Halloween. Theo thời gian, lễ hội Halloween đã trở thành lễ hội truyền thống ở nhiều quốc gia trên thế giới. Người ta tin rằng, những chiếc lồng đèn làm từ quả bí ngô, sẽ xua đuổi ma quỷ, và mang lại nhiều niềm vui cho mọi người. Thông qua lễ hội này, người ta cũng đưa ra một số khuyến cáo cho mọi người, đặc biệt là trẻ em. Thứ nhất, không nên sống tham lam, ích kỷ như chàng rách, và không nên chơi với kẻ xấu, để rồi khi chết đi không nơi nương tựa, phải phiêu bạt nhân gian. Thứ hai, khi sống cần phải có hàng xóm, láng giềng, phải có niềm tin vào cuộc sống, tôn kính tổ tiên và các tiền nhân. Thứ ba, cuộc sống là một vòng tuần hoàn, luôn có sự cho đi và nhận lại, chúng ta cần phải cho đi để được nhận lại. Ngoài ra, vào lễ hội Halloween, những người nghèo đi khất thực cô hồn, và họ chỉ được cho bánh trái, gọi là sâu kích bánh vong hồn, sau khi hứa sẽ cầu nguyện cho các vong linh. Những đứa trẻ thì hóa trang trong những bộ trang phục quái dị, cầm theo chiếc lồng đèn bí ngô, đến gõ cửa từng ngôi nhà để xin bánh kẹo, gọi là trick or treat, có nghĩa là nếu muốn chúng tôi không chơi xấu, thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi.